Các bạn xem đại thân mến, đến B25, địa điểm của cơ sở 2 của trường tiểu học Tân Hòa B, chúng tôi mới hiểu thế nào là sự khó khăn gian khổ. Thế nhưng ở đó có những thầy giáo không quản ngại vất vả, sự thiếu thốn về vật chất, vẫn ngày đêm bám trường bám lớp, miệt mài từng ngày giao chữ ở vùng biên. Để hiểu hơn về cuộc sống và cùng cảm thông với các thầy nơi đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Con đường gập ghềnh đầy ổ gà, ổ voi đưa chúng tôi đến cơ sở 2 của trường tiểu học Tân Hòa B, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. B25 đây là điểm trường vùng biên đặc biệt khó khăn. Trường chỉ vẻn vẹn gần 40 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5. Lớp nhiều nhất có khoảng 10 em, lớp ít nhất có 5 em. Hàng ngày, các em phải vượt gần 10 km đường rừng, đường rẫy để đến trường. Ngày nắng ráo, đường đi còn đỡ vất vả. Vào những ngày mưa, đường xá lầy lội, các em phải lội bùn đến trường. Có những hôm đang trên đường đi học, các em gặp mưa to, gió lớn, cây to gãy đổ, gây nguy hiểm cho các em. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Riêng việc lo ngày hai bữa cơm đã chật vật, nên việc học hành của các em cũng ít được gia đình quan tâm. Hầu hết các em học sinh ở đây chỉ học hết bậc tiểu học rồi về phụ giúp gia đình. Có nhiều em cũng mơ ước được tiếp tục đi học, được làm nghề này, nghề kia. Nhưng đường đến trường còn khó khăn quá. Con đi cũng khó khăn lắm, ở dưới xa lắm, trên quận 10 lận. Trên quận 10 có cái bữa bị đụng bánh xe không có đi được. Còn có bữa đi trễ, còn ngày cũng đợi nữa. Đi học như vậy thì mùa nắng cực hay là mùa mưa cực? Mùa mưa, có bữa mưa quá nghỉ học luôn. Mùa mưa thì đường ở đây nó như thế nào? Nó sình lầy lắm, khó đi chạy trơn. Việc học hành của học sinh gặp nhiều khó khăn, việc giảng dạy của thầy giáo nơi đây khó khăn cũng không kém. Nhưng bằng lòng nhiệt huyết của mình, những thầy giáo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thiệt thòi. Hàng ngày vẫn miệt mài gieo từng con chữ nơi đây. Khó khăn, gian khổ đã trở thành quá quen thuộc với các thầy giáo ở P25, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Với trái tim yêu nghề, tình thương với những đứa trẻ vùng biên đã cho các thầy sức mạnh và tinh thần để tiếp tục đứng trên bục giảng. Thầy Nguyễn Bình, sinh năm 1960, người đã có hơn 20 năm gắn bó với học sinh vùng biên P25. Thầy Bình cho biết, với cơ sở vật chất như hiện nay thì đã khang trang hơn hồi trước rất nhiều rồi. Ngày trước, cứ trời mưa to, nước hồ dâng lên, cả thầy và trò đều khổ. Có nhiều lúc đang dạy, phải cho học trò tạm nghỉ vì lớp học bị dột. Một số thầy cô giáo không chịu được khổ cực, gian khó, dạy được một thời gian xin chuyển đi nơi khác. Nói như thầy Bình thì nay tuy phòng học đã đỡ hơn ở chỗ là được xây bằng gạch và được lợp bằng tôn, chứ thực ra lớp học vẫn còn tình toàn, tạm bợ. Với lớp học như hiện nay, vào cuối giờ học buổi sáng và đầu buổi học giờ chiều, mùa nắng thì cả thầy và trò đều gồng mình với cái nóng để tiếp tục tiết học bởi mái tôn quá thấp. Vào mùa mưa, lúc trời mưa, lớp học bị mưa tạt nên các thầy phải tạm dừng tiết học chờ tạnh mưa. Lúc đầu tiên lưu về thì nói chung là không có trường. Dân người ta tự đóng góp, chặt cây, rồi cắt tranh làm cái trường. Rồi tôi xin ở lại để dạy cho dân ở đây, thầy dân ở đây không biết chữ. Ở đây thì khó khăn nhiều lắm. Chung là dân ở đây nghèo mà, rất là khó khăn. Công tác giảng dạy thì nó cũng đường xá đi lại, hồi đó đi bằng xuồng không à, chứ không có xe, xe đạp đi cũng không được. Tới năm 2000 thì được phòng giáo dục đào tạo Dương Minh Châu cho số cây làm lại cái trường này, khang trang lên trường hiện giờ. Từ năm 2000 trở về trước thì nhà tranh bất đắc đó, cái cuộc sống của em vui. Nói chung là khó khăn nhưng mà vui lắm.
mình đi tới đâu mình nghe tiếng đọc bài tới đó mình cảm thấy vui, hình như là nhà nào có đọc. Mỗi lần nói tháng mưa thì học sinh đi trễ là 10-15 phút, có tại nước có nhiều lắm. Mà các em ở đây hình như nước nó bị ăn chân ghẻ chấp lỡ, cái nước khoanh mà nó tào lên nó dơ lắm, thì mình phải thông cảm, khi phải ngồi chờ học sinh, mình chờ học sinh là nhiều hơn, chờ để dạy cho nó hết bài, khi ra cũng hơi bị muộn. Ví dụ người ta là 10:30 người ta ra là còn mình phải 11 giờ, học sinh nó đi trễ đó. Nhưng bữa nay là phải ra trễ đó, phải chờ học sinh. Nói chung là mình dạy là mình chờ học sinh, nhưng học sinh không có chờ mình. Trong này thì nó khó khăn đủ điều, thiếu thốn đủ thứ, quá cả lắm. Hiện nay tại cơ sở 2 của trường tiểu học Tân Hòa B có 6 thầy vẫn miệt mài bám trụ nơi đây để giao chữ. Người có thâm niên cao nhất như thầy Bình là hơn 20 năm, còn người có thâm niên thấp nhất dạy học ở đây cũng gần 10 năm. Công tác giảng dạy đã gặp nhiều khó khăn, đường đi đến trường dạy học còn khó khăn hơn. Mặc dù công tác ở đây lâu như vậy, nhưng địa hình đường xá ở đây thay đổi thường xuyên, nên gây ra nhiều khó khăn về vấn đề đi lại cho các thầy. Ở cơ sở 2 của trường tiểu học Tân Hòa B có 6 thầy thì hầu hết đều bị tai nạn trên đường đi dạy. Gần đây, thầy Nguyễn Thành Khải, trong một lần đi dạy học băng qua rừng, thầy bị vật lạ bay vào mắt. Đường trơn nên thầy bị té xe, do va đập mạnh, xương cổ của thầy Khải bị mẻ, phải nằm bệnh viện cả tháng để điều trị. Còn các thầy khác, người nhẹ thì bị xây xát ngoài da, người nặng hơn thì bị gãy tay. Sau giờ học buổi sáng, vừa lau mồ hôi, ngồi uống miếng nước, các thầy lại tập trung vào công việc bếp núc để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Bữa ăn của các thầy giáo ở đây thường rất đơn giản. Hầu hết chỉ có rau và cá, vì hai món đó ở đây là dễ kiếm nhất. Rau thì có thể trồng, còn cá mua của người dân đánh cá ở hồ Dầu Tiếng. Bữa ăn có thịt như hôm nay là rất ít, vì chợ thì quá xa. Bữa cơm trưa của các thầy diễn ra nhanh chóng. Sau bữa cơm, các thầy lại tất bật công việc. Thầy thì chuẩn bị lên lớp dạy, thầy thì soạn giáo án cho ngày mai, do ở đây không có điện. Tranh thủ cái thời gian buổi chiều, nếu mà dạy sáng thì tranh thủ buổi chiều, buổi chiều thì tranh thủ sáng để mà soạn bài. Chứ buổi tối thì không có ánh sáng, chiều 5 giờ là nó thôi rồi. Mình trong đây là anh em cũng lớn tuổi rồi, cũng đâu có bắt đèn dầu. Nếu mà có đèn dầu trong này thì cũng không xài được, như con thiêu thân á, nó bay vô ào ào ào, không có làm gì được cái việc ban đêm, cho nên là tranh thủ những cái buổi vậy. Nhiều khi là buổi chiều á, mấy bữa mà mưa dầm thì anh em cũng rối, cũng không có làm được gì. Cuối cùng á thì cũng soạn được làm ít hồ sơ đem về tranh thủ ở nhà, về tới nhà nó tranh thủ ngày thứ bảy chủ nhật. Cũng đúng là cũng mất thời gian, nhiều khi là về nhà bà xã nó, trời ở trong này mà cái tuần lễ mà làm không hết, về nhà thứ bảy chủ nhật cũng xách ra làm. Nhưng mà mình cũng thật sự là cũng không nói được gì, nhưng mà nó thật công chuyện nhiều lắm, chỉ nói vậy thôi, nhiều khi nó khó khăn vậy đó. Không quản đường xá khó khăn hiểm trở, lặn lội vào tận nơi heo hút đem cái chữ đến cho em nhỏ. Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của các thầy, người dân nơi đây đều yêu quý, kính trọng đối với các thầy. Trường tiểu học Tân Hòa B cơ sở 2, điểm P25 đây là nơi xa nhất và khó khăn nhất về đường đi của huyện Tân Châu. Mặc dù hầu hết các thầy đều là người của huyện Tân Châu, nhưng người gần trường thì khoảng 30 km, còn người ở xa thì gần 50 km. Hiện nay có 3 thầy, do nhà quá xa nên không thể đi về nhà mỗi ngày. Trước những khó khăn vất vả, muốn chia sẻ một phần nào đó, người dân ở đây đã cho mượn nhà ở để các thầy có nơi nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc vất vả. Thì sáu đây thì bữa thứ hai thì vô cũng ở tạm nhà tôi đó, thì ngay thì cũng ở tạm chứ không có tiền gì đạt gì đâu. Thì bữa thứ hai thì mấy thầy vô ở hết tuần, có khi thì cũng chuyện cũng đột xuất cũng về.
thì cái đường xá đi học thì cũng phải khó khăn rồi đó, đường đi đường gần đường rú rồi đi nửa đêm nửa hôm, đi khi chép bài hoặc đi họp ngoài 4-5 giờ tối chạy vô đây thấy hoàn cảnh cũng khó khăn thì mấy thầy cũng gắn tích cực. Bây giờ một khó khăn cỡ nào thì mấy thầy cũng phải vượt qua khỏi với các em nói yêu cầu là học không giỏi thì thôi chứ mấy thầy cũng không ngại công gì. Qua nhiều năm bám trụ ở vùng biên gieo chữ, hình ảnh những người thầy miệt mài vượt khó khăn bám trường bám lớp để dạy chữ trở thành hình ảnh đẹp và in đậm trong tâm hồn các thế hệ học trò ở nơi đây. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Lời dạy của Bác đã thấm sâu vào tâm hồn của những người thầy đang ngày đêm miệt mài gieo chữ nơi vùng biên. Đếm kể được những khó khăn thiếu thốn và những vui buồn, nhưng lòng yêu nghề, mến trẻ, niềm cảm thông chia sẻ với người dân ở vùng biên của các thầy cô đã thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng trong tâm hồn của các thế hệ học trò ở P25, quận 10, kinh tế mới ngày trước ở xã Tân Hòa. Các bạn xem đài thân mến, chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.